Em làm gì mà tôi gọi điện nhắn tin thì không trả lời? Phá thai ạ. Từ thôi. Bây giờ nó phải kiếm tiền để giải quyết cho nhanh chị ạ. Em được bao lâu rồi? 15 tuần ạ. Tốt, có một khách rất đặc biệt. Mày đã nói chuyện với thằng vô dụng kia chưa? Cái gì? Không biết nói cái gì đâu. Mày muốn giữ vì mày bắt đầu yêu rồi phải không? Không. Ở đây có bạn một thằng cháu rất đặc biệt, nó rất là tốt cho thai nhi. Là con tao. Chó đẻ đâu ra? Chó mày à? Đừng nên yêu một ai quá. Đừng để bọn đàn ông nó sợ mình.